Chào các bạn. Hai hôm trước mình ghép cây hai cây dưới này. Thì các bạn chia sẻ là xanh ghép được chứ dưới không ghép được. Thì thật ra là mình chưa ghép cây nào nguyên tách rời hoàn toàn, còn cắt về thì mình cắt nhiều cây còn đúng cái vỏ vẫn thành công. Đây cụ thể nhất cây bên này. Cây này mình cắt sau còn đúng cái vỏ và cây to bằng cái phích. Bây giờ vẫn thành công bình thường. Còn gắt V bình thường thì nó không ảnh hưởng gì cả. Còn hai cây dưới kia là hai cây dưới độc lập. Tuy nhiên cây phần ngọn thì nó có bầu. Còn cây phần gốc thì mình trồng xuống đất rồi. Cho nên mình tin nó sẽ thành công thôi. Còn cái phôi dưới mà... rồi. Hôm qua mình cắt nứt cả gỗ này. Tí bụi keo liền ra cây vào đỡ nứt gỗ nhá. Nó đã co mất gỗ. Cái cây dưới đây. Các bạn quan sát cái đường ghép của nó này. À đường. Cái đường gì nhỉ? Gọi là đường đây. Mình cắt V gần như to đùng bằng cái phích nhá. Đây vẫn liền này. Đấy vẫn liền. Cái phần nào mà nó rỗng quá thì mình cho cây vào. Không, đợt trước mình cho mấy cây vào đây rồi. Nhưng hôm qua mình bấm cụt đi mất không để ý. Áp cây vào đây. Đây vẫn liền. Cho nên mình tiên hai cây độc lập. Khi mình ghép vào thì sau nó sẽ liền thành một cây. Nhưng nó mất nhiều thời gian và phải nuôi sổng lâu thì mới thành công. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình quay như vậy thôi, chia sẻ ý kiến của mình thôi.